giảng dạy hôm nay. Mời chị. Xin kính chào Hội Thánh. Xin quý con cái Chúa mở Kinh Thánh ra Daniel đoạn 6 từ câu 1 đến câu 28. Tôi xin đọc. Daniel trong hầm sư tử. Vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có 3 vị tể tướng. Một trong 3 vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với 3 vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Daniel vượt hẳn 2 vị tể tướng kia và các thống đốc vì ông có thần linh siêu phàm. Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Vì thế các tể tướng và thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước. Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm hay một lý do nào để phiền trách ông, vì ông là người trung tín, không hề sơ suất hay mắc sai lầm. Vậy những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một lý cớ nào để tố cáo tên Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời nó. Các tể tướng và thống đốc kéo nhau vào chầu vua và tâu: Vua Darius, vạn tuế, tất cả các tể tướng trong vương quốc, các tướng lãnh, các thống đốc, các quan tham mưu và các tổng đốc đều đồng tình xin bệ hạ ra một sắc chỉ và ban hành một lệnh cấm nghiêm nhặt là trong 30 ngày nếu ai kêu cầu bất cứ thần nào hay người nào khác ngoài vua thì tâu bệ hạ, kẻ ấy phải bị quăng vào hầm sư tử. Bấy giờ kính xin bệ hạ lập lệnh cấm đó và ký vào chỉ dụ để luật này không thay đổi được. Như luật pháp bất di, bất dịch của người Medi và người Ba Tư vậy. Vua Darius ký vào chỉ dụ và lệnh cấm đó. Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao, nơi có gác cửa sổ, hướng về Jerusalem. Tại đó mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời, như vẫn làm từ trước đến nay. Bấy giờ những người đó kéo đến và bắt gặp Daniel đang cầu nguyện và khẩn nài trước mặt Đức Chúa Trời mình. Họ liền vào chầu vua và tâu với vua về lệnh cấm. Tâu bệ hạ, chẳng phải bệ hạ đã từng ký một lệnh cấm rằng trong 30 ngày hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài vua thì sẽ bị quăng vào hầm sư tử đó sao? Vua trả lời, đúng vậy. Theo luật pháp bất di bất dịch của người Medi và người Ba Tư, họ thưa với vua rằng trong nhóm dân lưu đày từ Do Thái có Daniel không chút kiêng nể bệ hạ. Tâu bệ hạ, dù bệ hạ đã ký lệnh cấm, nó vẫn cứ cầu nguyện mỗi ngày 3 lần. Khi nghe những lời đó, vua rất đau lòng và quyết tâm giải thoát cho Daniel. Mãi đến khi mặt trời lặn, vua vẫn cố gắng tìm cách giải cứu ông. Nhưng các người kia lại kéo đến chầu vua và nói: Tâu bệ hạ, xin bệ hạ biết rằng theo luật pháp của người Medi và người Ba Tư, mọi lệnh cấm hay sắc chỉ mà vua đã lập đều bất di, bất dịch. Lập tức theo lệnh vua, người ta đem Daniel đến và ném vào hầm sư tử. Vua nói với Daniel: Đức Chúa Trời ngươi là đấng, ngươi bền lòng phục vụ sẽ giải cứu ngươi. Người ta đem đến một tảng đá đặt trên miệng hầm. Vua đóng ấn của vua và ấn các đại thần để không điều gì có thể thay đổi tình trạng của Daniel được nữa. Sau đó, vua trở về cung và suốt đêm không ăn uống, cũng không màng đến thú tiêu khiển nào. Vua không thể ngủ được. Vừa rạng sáng, vua đã trỗi dậy, vội vàng đi đến hầm sư tử. Đến gần miệng hầm, vua lấy giọng đau buồn gọi Daniel. Vua nói: Hỡi Daniel, đầy tớ của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi bền lòng phục vụ,
có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử chăng? Daniel liền tâu với vua: Chúc bệ hạ sống mãi mãi. Đức Chúa Trời của tôi đã sai thiên sứ ngài đến và bịt miệng sư tử, nên chúng không làm hại đến tôi. Bởi vì trước mặt ngài, tôi được kể là vô tội. Tâu bệ hạ, trước mặt bệ hạ, tôi cũng không làm điều gì sai trái. Vua vô cùng mừng rỡ và truyền, đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm, và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả, vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện cáo Daniel cùng vợ con của họ đều bị đem đến, quăng vào hầm sư tử. Khi họ chưa chạm đến đáy hầm thì sư tử đã vồ lấy và xé xương họ ra từng mảnh. Bấy giờ vua Darius viết cho tất cả các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất: Chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta, mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Daniel, vì ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc ngài không bao giờ bị tiêu diệt, quyền cai trị của ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép màu trên trời dưới đất. Ngài đã giải cứu Daniel khỏi nanh vuốt sư tử. Daniel tiếp tục thành đạt dưới thời vua Darius và vua Siru người Ba Tư. Amen. Xin mời mục sư Nguyễn Thanh Hùng lên chia sẻ lời Chúa. Xin kính chào tất cả quý vị thánh. Trước khi chúng ta đến với lời Chúa buổi sáng hôm nay, chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh ngài ở cùng chúng ta để mà hướng dẫn chúng ta trong sự học lời Chúa buổi sáng hôm nay. Kính lạy Chúa, chúng con cảm ơn ngài vì cơ hội rất là quý báu Chúa cho chúng con để chúng con được đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Nguyện Thánh Linh Chúa là thằng lẽ thật, hướng dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật. Nguyện lẽ thật của ngài giải phóng cho chúng con được tự do, để chúng con có thể hầu vì Chúa một cách kết quả ở trong thời kỳ cuối cùng. Chúng con biết rằng chúng con đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Ngài Chúa Giêsu trở lại rất là gần. Và xin Chúa cho chúng con có cái tấm lòng kính sợ Chúa, yêu mến Ngài và yêu mến lời của Ngài là lời hằng sống, là sức mạnh, là niềm an ủi, hy vọng của chúng con. Nguyện Thánh Linh Chúa mở lòng, mở trí chúng con để chúng con thật sự được hiểu lời của Ngài buổi sáng hôm nay. Ở trong Daniel đoạn 6, chúng con cầu nguyện những điều này trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Và sáng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong Daniel và chúng ta đến với Daniel đoạn 6. Daniel ở trong hang sư tử là một trong những cái câu chuyện kinh thánh phải nói rằng là được rất là nhiều người ưa chuộng, rất là nhiều người thích. Và từ lúc mà chúng ta còn nhỏ, khi chúng ta học trường chủ nhật đó, thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta học được và rất là thích thú, chúng ta còn nhớ lại cho đến ngày hôm nay. Không biết là trong quý vị là có ai mà hồi lúc còn thiếu nhi, ấu nhi gì đó ở nhà thờ mà nghe cái câu chuyện này kể lại không? Còn nhớ đến bây giờ không? Chi tiết không? Trong quý vị có ai không? Một số người nè. Một số người thì tin Chúa sau này thì có lẽ là không có học, không có cái cơ hội để mà học trường chủ nhật ở trong thiếu nhi, trừ khi nào quý vị muốn trở lại thiếu nhi. Cái câu chuyện này rất là hấp dẫn với các bạn anh chị em. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ suy nghĩ đến cái câu chuyện này, và vấn đề là chúng ta học được gì qua cái câu chuyện Daniel trong hang sư tử. Ba điều mà tôi cùng quý vị cùng suy nghĩ là lòng, thứ nhất á, là chúng ta học được ở nơi Daniel á, cái lòng chính trực. Thứ hai là cái đời sống cầu nguyện. Và thứ ba là cái đức tin của Daniel nơi Đức Chúa Trời. Đến cái câu chuyện này đó là Daniel lúc bây giờ là ông ngoài 80 tuổi, có thể là khoảng 83 tuổi.
Và như chúng ta biết là Daniel là người Do Thái bị lưu đày qua xứ Babylon dưới thời của vua Nebuchadnezzar. Và khi ông qua xứ Babylon là một thành phố vĩ đại, một thành phố rất là sang trọng nhất, bậc nhất ở thời bấy giờ. Lúc bấy giờ là ông ở tuổi thiếu niên, khoảng 16-17. Và trong cái thời điểm Daniel đoạn 6 đó, thì ông đã ngoài 80 mấy tuổi. Và ông đã phục vụ dưới nhiều vị vua khác nhau. Mà một vị vua nổi tiếng nhất của Babylon là vị vua Nebuchadnezzar. Babylon ngày hôm nay là Iraq. Và ông đã phục vụ dưới cái vương quốc của Babylon, dưới quyền của một số vua, rồi sau đó là đến vương quốc Medi và Ba Tư. Medi và Ba Tư kết hợp lại để lập ra cái vương quốc này. Và Ba Tư ngày hôm nay là Iran. Và ở trong đoạn 6 thì điều gì xảy ra cho Daniel? Ở trong đoạn 6 cho chúng ta biết về cái âm mưu của những người lãnh đạo ở trong vương quốc của Medi Ba Tư muốn giết Daniel. Nhưng mà lý do nào, ở đây là vấn đề là lý do nào những người này họ, những người lãnh đạo, có ba vị tướng theo cái cấu trúc của quyền lực của đế quốc Medi và Ba Tư, thì trên nhất là vua, ông vua Darius. Rồi dưới ông thì có ba vị tướng. Và một trong ba vị tướng đó là Daniel. Và dưới ba vị tướng này là những thống đốc. Và họ có 120 thống đốc để mà giống như là thống đốc là đứng đầu của một cái tiểu bang vậy đó, có 120. Và đương nhiên ở dưới đó có những người lãnh đạo có quyền lực khác nhau nữa. Thì Kinh Thánh cho chúng ta biết là Daniel bị những người lãnh đạo khác tìm cách giết. Và chúng ta thấy Daniel ở đây là một cái người mà Kinh Thánh diễn tả cho chúng ta, mà chúng ta có thể nói rằng á, dựa theo những cái điều nhận xét của vua Darius, dựa theo cái sự nhận xét của kẻ thù của Daniel, chúng ta thấy được ông có một cái đức tính chính trực. Vì cái đức tính này đó mà những người lãnh đạo khác họ ganh đua với ông, và cuối cùng họ mưu để mà giết ông. Chúng ta hãy một số người, những người mà khi đọc qua cái đoạn này đó thì họ thấy được cái tính gọi là, họ gọi là cái tính chính trực. Mặc dù ở trong này nó không có cái từ chính trực ở trong đó, nhưng mà qua cái sự nhận xét đó về những cái điều mà vua nghĩ gì về Daniel đó, và những kẻ thù nghĩ gì về Daniel. Thứ nhất chúng ta sẽ xem cái chữ chính trực đó, là cái chữ có lẽ ít khi mình dùng cái chữ này. Tiếng Anh đó, nó gọi là, tiếng Anh là có từ là integrity. Chính trực định nghĩa, tôi có xem một vài cái định nghĩa chính trực là
tuân theo các tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ. Và hoặc là cái giá trị hay là nguyên tắc một cách mạnh mẽ. Tại sao có chữ mạnh mẽ ở đây? Tại vì có những người đó, quý ông bà anh chị em, họ có những cái nguyên tắc, họ có những cái giá trị, nhưng mà khi mà bị áp lực á, khi mà cái quyền lợi của họ bị đe dọa đó, thì họ cứ nói thôi, vì quyền lợi, vì mình sợ bị đe dọa, cho nên mình không sống hay là hành xử theo nguyên tắc nữa, mà cái giá trị nữa. Cho nên cái chữ integrity đó, hay là chữ tiếng Việt là chính trực đó, là tuân theo cái tiêu chuẩn đạo đức một cách mạnh mẽ, hay là họ là sống theo cái giá trị nào đó hay là cái nguyên tắc nào đó một cách mạnh mẽ. Thì theo cái định nghĩa này á, thì chính trực đó là sống theo giá trị và nguyên tắc một cách mạnh mẽ. Và đây là một bốn cái giá trị hay là bốn cái nguyên cái giá trị sống đó là cái gì? Thứ nhất là người ta nói tiếng Anh là reliability, tức là một kiên định. Để chúng ta sẽ định nghĩa cái chữ đó. Thứ hai đó là tin cậy. Thứ ba là thanh liêm. Thứ tư là trung thành. Và nếu mà chúng ta xem ở trong đoạn 6 này, chúng ta sẽ thấy Daniel sống theo những cái giá trị này. Cái chữ mà định kiến đó, tiếng Anh mình dịch là cái chữ reliability với trustworthy, thì dường như nó có cái ý nghĩa giống nhau, nhưng mà thật sự ra nó có khác. Mình nói một người nào reliable có nghĩa là cái người đó hành động đó, mình có thể biết rằng người đó hành động hay là cư xử đó, định kiến lúc nào nó cũng vậy. Lúc nào cũng vậy. Trong cái tình huống đó đó, người đó sẽ hành xử như vậy. Và trong những cái tình huống khác đó, nó xảy ra đó, người đó cũng sẽ, chúng ta có nghĩ rằng người đó, nếu mà đặt vào cái tình huống đó, sẽ cư xử cũng như vậy. Như vậy là người đó reliable, có nghĩa là người đó có một cái định kiến, người đó là trước sau là cũng như vậy, không có thay đổi. Đó là một người reliable. Và vấn đề mà đáng tin cậy đó, cái chữ đáng tin cậy tiếng Anh là trustworthy, là đáng được tin cậy, có nghĩa là như vậy. Nghĩa là mình giao trách nhiệm cho một người nào đó, thí dụ mình là leader, hay là một người quản lý, thì mình giao trách nhiệm cho một người nhân viên mà mình biết rằng mình có thể tin cậy người đó sẽ làm cái công việc mà giao cho, thì người đó gọi là người đó đáng tin cậy, mình gọi là đáng tin cậy. Hoặc là cái người nào mình mượn tiền mình á, mình nói tôi phải nhắm người phải cho mượn chứ, người này có đáng tin cậy không. Lúc mà mượn á thì xuống nước nói này nói kia hay lắm, nhưng mà vấn đề là đáng tin cậy không. Mình cho người đó mượn, người đó có trả không hay là quỵt luôn. Có ai cho mượn nợ lần nào chưa? Mình phải chọn chứ, đúng không? Đâu phải ai tới cứ nói nhỏ, nói ngon, nói ngọt là mình đưa đâu. Mình hỏi coi người đó có đáng tin cậy không. Rồi, cái tính gì là trung thành nữa. Ngày hôm nay quý vị biết không? Người ta đi làm á, ta muốn xin việc làm á, người ta phải viết cái resume, tức là viết cái gì á, cái lịch sử mình làm việc đó, kinh nghiệm như đó. Nhìn vô thấy mới làm có 5 cái đổi qua hãng khác, mấy tháng cái đổi, cho nên mấy cái anh mà đổi nhiều anh đâu dám nói, là tại vì khi nhìn vô biết là anh này không có trung thành đâu, ở đây học là chắc mấy tháng là giọt à, ai mà mướn. Mỗi lần quý vị biết là muốn nhân viên phải huấn luyện đó, mất một thời gian dài họ mới làm hiệu quả. Đó, trung thành, rồi thanh liêm ngay thẳng. Và cái chính trực đó, có thể nói rằng định nghĩa là như vậy, một cách đơn giản là làm điều đúng.
khi không ai xem thấy, làm điều đúng khi không ai xem thấy. Hồi xưa quý vị biết những người mà họ mình đi làm hái nho hay táo rồi đó, mà hái mà ăn giờ đó, là hái gì đó, gặp chủ thì làm nhanh lắm, không gặp chủ cái lửa chỗ nào cái mát á, nằm nghỉ ngơi, làm từ từ. Sau này mấy ông ấy ổng biết rồi, ăn khoáng tức là làm ăn thùng gì đó, ăn số lượng. Cho nên mấy cái người mà lười á, làm một ngày đâu bao nhiêu tiền, mấy anh siêng thì chịu khó làm thì được. Cho nên cái chữ chính trực đó là làm điều đúng khi không ai xem thấy. Tiếng Anh nó cái chữ integrity, tiếng Việt mình là dịch là chính trực, mà còn dịch là toàn vẹn nữa quý vị. Quý vị mở từ điển dictionary Anh Việt đi, còn dịch là toàn vẹn nữa. Từ sao cái chữ integrity mà dịch là toàn vẹn, nó hay lắm. Tại vì cái chữ mà integrity này đó, nó gốc từ tiếng Latin đó, là integer. Integer là gì? Toán học gọi là gì? Integer là số nguyên đó quý vị. Thí dụ 0, 1, 2, 3, 4 nó gọi là integer, là số nguyên. Đúng không quý vị? Những người nào giỏi toán ở đây đúng không? Integer là số nguyên. Cho nên tiếng Việt mình nó dịch là toàn vẹn là đúng, tại vì số nguyên, số chọn. Nghĩa là cái từ integrity nó từ gốc integer, số nguyên mà nó ra. Có nghĩa gì đây? Có nghĩa là nói về cái cá tính, một người có cái cá tính trọn vẹn. Trong người đó không có cái gì mà sai, không có gì. Thôi bây giờ, chúng ta đây là mình dành một phút thời gian để định nghĩa cái chữ này, rồi chúng ta hãy xem những kẻ trước hết là ông vua, ông nghĩ gì về Daniel nè. Thì chúng ta thấy là vua Darius quyết định bổ nhiệm 120 thống đốc để cai trị khắp vương quốc. 120 tức là những người có thể là đứng đầu một cái tiểu bang, là thống đốc của tiểu bang đó, để cai trị khắp vương quốc. Và trên họ có ba vị tể tướng, và trong một trong ba đó là Daniel. Một trong ba vị đó là Daniel. Các thống đốc phải khai trình với ba vị tể tướng này để nhà vua không bị thiệt hại. Quý vị nghĩ sao về cái câu này? Tức là ông Darius này á, ông chọn ra ba vị tể tướng, mà trong đó quý vị biết đó là Daniel là một cái người mà liêm sĩ, một người chính trực, một người ngay thẳng, một người tin cậy, đáng tin cậy, một người trung thành, để nhà vua không bị thiệt hại. Tại vì sao? Mấy ông thống đốc này đó, tức là ông đứng đầu một cái tiểu bang, thì ông gì? Ăn hối lộ, thiệt hại về tài chính. Tại vì bây giờ ông đã bành trướng cái vương quốc ông rồi, thì bây giờ sao? Ông ngồi để mà ông hốt tiền thôi, thuế. Nhưng mà trong ba vị tể tướng này có Daniel, có một cái đức tính chính trực. Nè, cái nhận xét của vua nè, Daniel vượt hẳn hai vị tể tướng kia, vượt hẳn luôn quý vị. Vượt hẳn luôn. Và các thống đốc, vì ông gì? Ông có thằng siêu phàm. Thằng siêu phàm là sao? Vua có ý định lập ông cai trị toàn vương quốc. Tức là ông vua này, ông làm việc với Daniel. Ba vị này là, như quý vị thấy đó, là dưới ba vị tể tướng này có 120 thống đốc. Ông vua, ông đâu cần làm việc với 120 quá nhiều đi. Ông chỉ làm việc với ba tể tướng thôi. Đương nhiên là ông rất là làm việc rất là gần gũi, và ông biết được cái cá tính Daniel. Ông nhận xét là ông này có cái thằng linh siêu phàm. Siêu phàm là sao? Có bản dịch nó là excellent ability, khả năng. Có bản dịch nó là excellent quality,
tức là những cái phẩm chất xuất sắc. Vì cái phẩm chất này á, tôi nghĩ rằng nói về vấn đề, tại vì ông có cái bản dịch là nó gọi là extraordinary, tức là gọi là cái gì, là siêu thường đó, không có bình thường nữa. Mà tôi biết đây là cái bản tính là chính trực của Daniel. Và ông vua này á, ông có ý định, ông lập, ông cai trị toàn vương quốc. Ông tính là thay đổi cái cấu trúc lại. Trên là ông là số 1, là ông là nhân vật số 1, cai trị vương quốc là số 1 ổng. Cái người số 2 đó là ông định trong đầu là sẽ là Daniel. Rồi sau đó mới hai vị tể tướng. Rồi sau đó là 120 người thống đốc. Tại vì sao? Tại vì ông thấy được cái tính liêm sĩ ở nơi Daniel. Và ông có ý định đó. Vì ông có ý định đó. Mấy anh kia nói rằng ông Daniel mà ông lên ông làm thốt của mình đó, là chết hết rồi. Làm sao mình hối lộ được, ăn hối lộ được. Chết rồi. Quý vị thấy không? Cho nên đó là lý do họ ganh tị với ông. Và họ muốn giết ông. Rồi, quý vị muốn biết là những kẻ thù muốn hại ông á, nghĩ gì về ông? Quý vị xem nè. Vì thế, các tể tướng, các thống đốc tìm cách bắt bẻ Daniel về việc nước. Tức là về cái cách mà Daniel quản lý đó. Nhưng họ không thể tìm được ở ông một lỗi lầm. Không một lỗi lầm. Như tôi định nghĩa quý vị, cái integrity nghĩa là từ cái chữ và integer là số nguyên đó. Nó có nghĩa là một cái cá tính trọn vẹn. Họ không tìm được một lỗi lầm. Một lý do nào để phiền trách, tiếng Việt mình là để phiền trách, nhưng mà tiếng Anh là corruption. Corruption có nghĩa là hối lộ, tham nhũng, đòi bại. Họ không tìm ở nơi ông một cái lỗi lầm hay là cái sự corruption, một cái mà tham nhũng gì cả. Quý vị biết là đâu phải là hai vị tể tướng và 120 thống đốc tìm cách để mà giết ông. Mà đây là những người chính trị gia, đây là những người mà họ vạch lá tìm sâu nhưng mà tìm không ra được một lỗi lầm ở nơi ông. Vì ông là người trung tín, không hề sơ xuất hay mắc sai lầm. Vậy những người đó nói, chúng ta không thể tìm được một lý do cớ nào để tố cáo tên Daniel này, ngoại trừ lý do liên quan đến luật pháp của Đức Chúa Trời. Đó. Bây giờ họ vạch lá tìm sâu, họ coi cách ông quản lý, họ thấy không có một lỗi lầm, ông không có sơ sót chỗ nào. Nhưng mà họ biết là ông có cái tính chính trực. Chính trực là gì? Tức là tuân theo, sống theo cái tiêu chuẩn đạo đức, cái nguyên tắc sống. Và bây giờ họ không tìm thấy nơi cách quản lý ông thì họ tìm thấy ở nơi cái gì? Tôn giáo, đức tin của ông. Kinh không quý vị? Cái liêm sĩ của Daniel không phải chỉ vấn đề trong cách sống, hành xử, cách quản lý, mà trong cái đời sống tâm linh nữa quý vị. Họ biết cái nguyên tắc đó. Họ mới nói ông này đó, ông sống theo nguyên tắc thì ông hãy sống theo lời của Chúa dạy. Và mình tìm cách mình bắt cái trong cái tôn giáo và cái niềm tin của ông. Quý vị thấy rõ ràng cái liêm sĩ của ông đó, nằm ở trong cái đời sống tâm linh luôn với ông bà anh chị em. Có những người sống hai mặt quý vị, thứ hai, thứ bảy đó, sống một kiểu, ngày Chủ nhật sống một kiểu. Tức là không có cái sự chính trực ở trong đó. Có những người đi làm,
mấy chục năm quen biết nhau ở hãng làm. Ngày kia nó, ủa anh cũng là đạo Tin Lành hả? Sao mấy chục năm nay tôi không biết anh? Mấy vị nghĩ gì sao? Mấy vị nghĩ gì sao? Nhiều khi mình đi làm nó nói thôi Chúa để qua bên đi con làm, con tính theo kiểu con, quản lý theo kiểu con. Nhưng mà quý vị thấy ông Daniel, ông hành xử trong cái việc làm quản lý một cách chính trực. Đời sống tâm linh cũng như vậy nữa. Cho nên cái chữ reliable là consistent, kiên định. Trước sau trong hoàn cảnh nào nó cũng vậy đó. Mình sống theo cái nguyên tắc thuộc linh là như vậy. Đến cái độ mà những kẻ thù biết được cái bản tính của ông, cái lòng chính trực của ông và tìm cách để mà tiêu diệt ông. Bây giờ chúng ta đi đến cái đời sống cầu nguyện của ông này. Thấy đời sống tâm linh. Quý vị hãy đọc kỹ cái câu này. Khi Daniel được tin rằng chỉ dù đó đã được ký thì về nhà, lên một phòng cao, nơi đó có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Tại đó, mỗi ngày 3 lần, ông quỳ gối cầu nguyện và ca ngợi Đức Chúa Trời như vẫn làm từ trước đến nay. Như vậy chúng ta thấy rằng các tể tướng đó, đồng lõa cùng với 120 thống đốc đó, mới đề nghị một cái sắc lệnh, nói rằng vua ơi, 30 ngày không ai được quyền cầu khẩn thần hay là bất cứ người nào ngoại trừ vua. Hay không quý vị? Ông vua ông khoái quá. Ngoại trừ vua, tức là trong 30 ngày vua sẽ là vị thần. Ông vua này thì ổng cũng là người kiêu ngạo nữa. Thấy người ta tôn thờ mình. Thật sự vấn đề mà ngày xưa quý vị, các vị vua Egypto và những vị vua cả Assyri và kể cả vị vua Babylon và vị vua của Ba Tư, họ bị được thần thánh hóa. Cái chuyện đó là chuyện bình thường lúc bây giờ, thần thánh hóa. Ngày xưa quý vị đại diện thế chiến, người ta thần thánh hóa ông hoàng đế của Nhật đó. Darius nghe cái sắc lệnh đó, mình được tôn thờ trong 30 ngày, khoái. Không ngờ đây là cái mưu mà sau này ông, quý vị thấy ông khi mà ông biết được cái đây là một sắc lệnh là gài mưu để giết Daniel, là người ông rất là thương yêu và tin tưởng nhất. Khi Daniel được tin rằng ví dụ đã được ký thì về nhà, đây là vấn đề quý vị nha. Dưới thời của Nebuchadnezzar là vị vua của Babylon đó, thì cái quyền lực đó, cái cấu trúc quyền lực nó khác, vì nhớ không? Nhưng mà qua đến thời của Medi Ba Tư, cái cấu trúc quyền lực ở trong vương quốc nó khác. Dưới thời Nebuchadnezzar là ông vua đó, là độc tài, ông có thể lập ra luật, ông có thể phá luật đó, ông có làm bất cứ điều gì ông muốn. Đó là dưới thời của vua Nebuchadnezzar. Nhưng mà dưới thời của vua Darius á, thì á, không được đâu. Ông không có toàn quyền như là vua Nebuchadnezzar. Khi mà luật đã được ký rồi đó, sắc lệnh đã được ký rồi đó, là vua không có quyền thay đổi. Cho nên á, Daniel biết chắc là mình sẽ bị quăng vào hang sư tử. Quý vị nhớ ông là một trong 3 vị tướng, ông biết chắc luôn, ông nói rằng cho nên khi quý đạo đâu là được tin rằng thí dụ đã được ký thì về nhà. Được ký có nghĩa là mạng sống ổng sẽ bị chết. Ổng sẽ bị quăng vào hang sư tử. Ông biết rồi.
xác lệnh đã ký rồi, xong như cuộc đời của ông rồi. Có thể xong cuộc đời của ông, có thể xong. Nhưng mà một lần nữa chúng ta thấy cái tính chính trực, kiên định của ông không thay đổi. Lấy một phòng cao nơi có các cửa sổ hướng về Jerusalem. Chúng ta để ý nghe cái đời sống cầu nguyện của Daniel nè. Lên một nơi cao có cửa sổ hướng về Jerusalem, và tại đó ông làm gì quý ông bà anh chị em? Mỗi ngày 3 lần. Ôi chúa cha, quý vị nói ôi một lần cũng không được nữa chứ, 3. Ôi, phải nấu ăn nè, phải đi làm nè, phải giặt ủi đủ thứ hết nè, đủ thứ hết trơn, nhiều lý do lắm, một lần cũng không có luôn á, đừng nói 3 lần. Nhưng mà nhớ quý vị biết Daniel là cái gì? Vị tể tướng. Ông là cái người có quyền và ông phải điều hành một cái quân vực rộng lớn như vậy. Một người phải nói, nếu mà ai nói bận rộn là phải nói đến Daniel là người bận rộn. Một ngày 3 lần. Sáng, có lẽ trưa và chiều. Ông làm gì? Cầu nguyện, ca ngợi Đức Chúa Trời. Như vũ như cẳng, vẫn như cũ, không có gì thay đổi, vẫn như làm từ trước đến nay. Quý vị để ý không? Kinh đồng quý vị. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ đến hướng về Jerusalem. Quý vị nhớ vua, ai là cái người mà xây đền thờ đầu tiên? Vua Solomon, con của vua David. Mặc dầu vua David có nguyện vọng xây một cái đền thờ cố định. Ngày xưa đi sa mạc họ phải đền thờ là cái đền thờ liều tạm thôi, chỗ này rồi đến chỗ kia, đến chỗ nọ, nơi nào đi thì cứ lập. Nhưng mà David có lòng ước nguyện, nói rằng con muốn xây một cái nơi đền thờ cho Chúa. Mà ông cũng biết rằng á, Chúa không ngự trong đền thờ của con người, vì Chúa rất là vĩ đại. Chúng ta không thể giới hạn Chúa vào một cái nơi nào, một cái đền thờ nào. Ông biết được cái ý tưởng đó. Nhưng mà Chúa cũng nói rằng con xây đi, thì Chúa, cái sự hiện diện của Chúa ở nơi đó. Thì việc xây là do vua Solomon, con của vua David. Và khi ông xây, ông có lời cầu nguyện như vậy. Vua Solomon nói rằng nguyện mắt của Chúa ngài và đem đói xem nhà này, là nơi Chúa đã phán rằng dân ta sẽ ngự tại đó, để nghe lời khẩn nguyện của đầy tớ ngài hướng về nơi này mà kêu cầu. Nơi này là Jerusalem đó. Xin Chúa lắng nghe lời khẩn cầu mà đầy tớ của Chúa và dân Israel của ngài hướng về nơi này cầu nguyện. Từ nơi ngự của Chúa trên các tầng trời, xin Chúa đói xem, đói nghe và tha thứ cho. Quý vị ơi, không phải đơn giản là Daniel hướng về Jerusalem, nhưng mà ông tin vào lời Chúa. Ông tin và ông sống theo lời Chúa dạy. Ông tôn trọng lời Chúa, ông quý lời Chúa và ông sống. Ông là một người lưu đày. Và đây là lời hứa Chúa đó rằng hãy hướng về và cầu nguyện, ăn năn thì Chúa tha. Đó là việc ông làm. Tại vì dân tộc ông đã phản bội Chúa, đã không nghe lời của Chúa. Vì thế Chúa đã lưu đày họ qua xứ Babylon. Mà từ Babylon đó, ông biết rằng sẽ có một ngày trở về. Cho nên ông đã kiên trì hướng về Jerusalem mà kêu cầu Chúa: Chúa ơi, tha thứ dân tộc chúng con, cho chúng con ngày trở về lại thành Jerusalem, xây dựng lại thành Jerusalem và đền thờ của ngài. Đó là lòng khao khát đó. Ông tôn trọng lời Chúa, ông kính yêu lời Chúa. Và một điều nữa quý vị ơi, mỗi ngày 3 lần quỳ gối.
Thật sự ra đó, cái tư thế cầu nguyện thì có thể là đứng, có thể là ngồi, có thể là nằm, có thể là quỳ. Nhưng mà ở đây không có, trong Kinh Thánh nói là không bắt buộc mình khi cầu nguyện phải là quỳ hay là ngồi. Nhưng mà ở đây ông Daniel là một vị tể tướng, ông chọn một cái tư thế quỳ, một tư thế bày tỏ sự hạ mình khiêm nhường trước mặt Đức Chúa Trời. Và quỳ cầu nguyện và cái gì nữa quý ông bà anh chị em? Ông làm gì nữa? Ô quý vị thôi, sao mà ông ca ngợi Chúa được? Quý vị biết là ông biết chắc là ông sẽ quăng vào hang sư tử. Ông biết chắc điều đó luôn đó. Ông về nhà, Kinh Thánh đó, ông về nhà ông biết chắc luôn. Ông biết chắc. Làm gì? Mà lời cầu nguyện của ông, lời cầu xin không thiếu phần. Tôi nói thật với ông bà anh chị em, nhiều người tôi nói chứ mình xin nhiều hơn, xin quá nhiều. Mình đến với Chúa là xin xỏ xỏ không à. Xin hết điều này đến điều kia mà ít cảm tạ Chúa. Rồi khi mà mình thịnh vượng là mình càng không cảm tạ nữa. Thì khi Chúa cho mình quá cái nó, ủa Chúa là ai nữa, quay luôn Chúa luôn á. Con người mình nó là như vậy. Con người của mình nói vậy ơi, khi mà mình bệnh á là mình cầu nguyện tha thiết luôn, rồi cảm tạ để mà được Chúa khi mà khỏe lại rồi thôi chơi, quay hết rồi. Ba lần cầu một ngày ông đa lên ba lần nhưng mà chưa tới lần luôn. Và trong hoàn cảnh lúc mà ông biết ông đang đối diện với sự chết đó, ba lần vẫn tiếp tục đi mà cảm tạ Chúa. Chúng ta xem ở Tê Sang Nhất đoạn 5 câu 18 nha. Hãy cảm tạ Chúa trong lúc giàu có, lúc thịnh vượng, lúc vui hay lúc nào biết không bà? Mọi lúc vui cũng như lúc buồn, lúc thất nghiệp cũng như lúc có việc làm, lúc bệnh cũng như lúc khỏe, lúc thịnh vượng cũng như lúc thất bại. Mọi hoàn cảnh mà, đúng không quý vị? Mọi hoàn cảnh là bao gồm hoàn cảnh xấu và hoàn cảnh tốt, là mới gọi là mọi hoàn cảnh. Và cái tinh thần cảm tạ phải là như vậy quý ông bà anh chị em. Hãy là sao? Cái chữ hãy mà đọc Kinh Thánh chữ hãy là gì? Bắt đầu làm một mệnh lệnh. Mình nói thôi, con thích con cảm mà không thích không cảm. Lúc con Chúa cho con thịnh đi rồi con cái cảm, lúc cho con khỏe con cái cảm. Mình ra lệnh, mình có điều kiện với Chúa chứ nó không. Chúa ra lệnh mình á, hãy cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Vì đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Quý ông bà anh chị em, nếu quý vị thiếu cảm tạ mà mình cảm thấy là mình xin quá nhiều đó, hãy xin cho mình là xin con, hãy xin con cho vợ, cũng lẳng quẳng vợ con vợ. Thì hãy nhớ đến cái câu này. Hãy cảm tạ Chúa trong một hoàn cảnh. Vì đây là ý muốn của Chúa. Quý vị ơi, đây là ý muốn, đừng có thắc mắc, đừng có hỏi tại sao. Đây là ý muốn của Chúa. Đây là ý muốn của Chúa quý ông bà anh chị em. Cho nên quý vị thấy Daniel là một người có cái tính vậy là chính trực. Hoàn cảnh nào cũng vậy. Ông cũng sống theo lời dạy của Chúa. Ông vẫn cảm tạ Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và như vậy chúng ta đã học từ Daniel là về cái tính chính trực của ông, về cái đời sống cầu nguyện của ông và điều cuối cùng là đức tin của ông. Ở trong Daniel đoạn 6:23,
vua vô cùng mừng rỡ và truyền đem Daniel lên khỏi hầm. Vậy Daniel được đem lên khỏi hầm và trên thân thể ông không có một thương tích nào cả vì ông đã tin cậy Đức Chúa Trời mình. Thưa quý bà anh chị em, lý do nào Daniel được cứu khỏi hang sư tử? Lý do nào quý vị? Tất cả chỉ vì là đức tin. Daniel dầu trong hoàn cảnh nào cũng tin vào Đức Chúa Trời, tin vào cái quyền tế trị của Chúa. Không có một con người nào, không có một hoàn cảnh nào, không có một khó khăn nào, không có một cái ngọn núi nan đề nào có quyền. Không có bệnh hoạn nào có quyền trên chúng ta. Đó là niềm tin của Daniel. Không có cái sắc lệnh nào, cái lệnh cấm nào có quyền trên Daniel. Không có một con sư tử nào có quyền trên Daniel. Ông tin rằng Chúa có quyền tể trị trên mọi thế lực, mọi con người, mọi hoàn cảnh. Và Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu những kẻ kính sợ Ngài. Thưa quý vị, trong đoạn 6 này, chúng ta không có thấy một cái chỗ nào mà Daniel nói rằng Chúa phải giải cứu con. Chúng ta không có thấy trong đoạn 6, ông mong đợi rằng Chúa sẽ giải cứu ông. Có không quý vị? Quý vị có thấy ông có không? Đó là đức tin. Đức tin là đặt trọn cuộc đời mình cho Chúa, tùy Chúa quyết định. Đức tin là và tin rằng Chúa có quyền tể trị chứ không phải hoàn cảnh, không phải là con người, không phải là bất cứ cái khó khăn nào thì cuộc đời của mình. Đó là đức tin quý vị. Trong Roma đoạn 8 câu 8 quý vị đọc là chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại, mọi sự là những điều tốt và điều xấu đúng không quý vị ạ? Hiệp lại làm ích cho những người, những ai yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý định của Ngài. Mọi sự hiệp lại làm ích, tức là những điều xấu cũng như điều tốt hiệp lại với nhau. Thì ai có thể làm? Chỉ có quyền tể trị của Chúa có thể làm điều đó thôi quý ông bà anh chị em. Chỉ có Chúa mới có thể biến những cái khó khăn, những cái nan đề, những cái điều xấu trở nên tốt đẹp cho chúng ta. Đó là quyền tể trị của Chúa và sự khôn ngoan của Ngài. Và Ngài, vì Ngài yêu chúng ta, Ngài khiến những điều đó cho những ai kính sợ yêu mến Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, một đời sống như vậy, một đời sống chính trực, một đời sống cầu nguyện và đức tin như vậy, thật sự là làm sáng cho Chúa, thật sự làm sáng. Đời này bao nhiêu năm nữa quý vị con sống trên cuộc, trên đất này. Và mục đích của Chúa cứu chúng ta là để chúng ta làm sáng nhân Chúa. Để chúng cho người khác biết đó quý ông bà anh chị em, là vương quốc của Đức Chúa Trời, vương quốc đời đời của Ngài, quyền tể trị đời đời của Ngài đang vận hành trong đời sống của chúng ta. Đời này những người chưa tin Chúa họ không có hy vọng đâu quý vị ơi. Họ ước ao được như chúng ta đó. Họ ước ao được biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Họ ước ao được là sống có ý nghĩa, có hy vọng như chúng ta. Và họ cần đến chúng ta. Họ cần qua đời sống của chúng ta để họ biết cái vương quốc của Chúa đã đến rồi. Vương quốc đời đời của Chúa đang đến trong cuộc đời của chúng ta. Cho nên họ muốn nhìn thấy ở trong đời chúng ta những đời sống được biến đổi, những đời sống sống theo cái tiêu chuẩn, sống chính trực, sống trong sự cầu nguyện và đức tin. Và cuối cùng Daniel được gì?
Bây giờ vua Darius viết cho tất cả dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ trên khắp đất. Tại vì vương quốc của ông rộng lớn mà khắp thế. Chúc các ngươi được bình an gấp bội. Ta ban chiếu chỉ rằng trên khắp vương quốc ta, mọi người phải tôn kính và run sợ trước mặt Đức Chúa Trời của Đa-nhiên. Vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống và tồn tại đời đời. Vương quốc Ngài không bao giờ bị tiêu diệt. Quyền cai trị của Ngài sẽ vô cùng vô tận. Ngài cứu rỗi và giải thoát, làm những dấu lạ phép màu trên trời dưới đất. Ngài đã giải cứu Đa-nhiên khỏi nanh vuốt sư tử. Tôn cao Darius qua đời sống của Đa-nhiên tôn cao Đức Chúa Trời. Thấy ông thấy được điều gì về Đức Chúa Trời? Ông thấy Đức Chúa Trời có, ông là vua có một vương quốc, nhưng mà vương quốc của ông chỉ là tạm thôi. Nhưng mà ông thấy được Đức Chúa Trời có một vương quốc đời đời. Và ông thấy được quyền thế trị của Chúa. Ông biết rằng chính ông đó được làm vua là trong cái kế hoạch Chúa đã lập ông lên. Trong cái kế hoạch Chúa lập ông lên và Chúa có thể hạ ông xuống. Vương quốc của ông chỉ là tạm bợ, cũng giống như là vương quốc Babylon ngày trước đây. Rồi câu 28 mới nói là quý vị hay lắm quý vị. Chúng ta thấy cái kết của cuộc đời tin kính Chúa, chính trực. Đa-nhiên tiếp tục thành đạt dưới thờ vua Darius và vua Siru người Ba Tư. Quý vị thấy không? Quý vị ơi, khi chúng ta sống như Đa-nhiên, trước sau như một, hoàn cảnh nào á cũng hành xử theo lời dạy của Chúa, có một đời sống cầu nguyện như Đa-nhiên và có một cái đức tin bất chấp, tin rằng Chúa có quyền thể trị trên mọi hoàn cảnh, mọi con người, không phải là con người hay là hoàn cảnh. Và cho nên đẹp lòng Chúa quá, cho nên Chúa mới cho Đa-nhiên tiếp tục thành đạt để danh Chúa được tiếp tục được vinh hiển. Quý vị ơi, mình sống bao nhiêu năm nữa, cuộc đời mình đó, mình làm cái gì? Mình lo hết, lo con rồi đến cái lo cháu. Tôi thấy mấy người lớn tuổi đâu có về hưu gì đâu, cũng tiếp tục cực luôn. Nhưng mà cực cũng an ủi là tại thôi, mình có cháu an ủi, chứ giờ già không làm cái gì. Không lẽ mình cứ sống thôi? Sống cho Chúa quý ông bà anh chị em, dầu trong tuổi tác nào, trong châu hoàn cảnh nào, cũng sống cho Chúa vì sự vinh hiển của Chúa. Không phải là đương nhiên là Chúa cho mình có con có cháu để mình lo, nhưng mà đó không phải là mục đích sống của mình. Mình sống cho Chúa quý ông bà anh chị em, không bao lâu nữa đâu Chúa gọi chúng ta về, hoặc là Chúa đến. Chúng ta đang sống trong thời kỳ cuối cùng. Quý vị ơi, chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta mở mắt, mở lòng, mở trí để chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời của chúng ta. Và chúng ta biết rằng Ngài muốn, để ý muốn của Chúa là chúng ta làm sống như thế nào đó, làm sáng cho Chúa. Và đang nên cho chúng ta bài học là chúng ta sống một cách chính trực. Sống trong sự nương cậy Chúa qua sự cầu nguyện. Cầu nguyện là nương cậy, cầu nguyện là giao phó, cầu nguyện là tin cậy vào cái quyền tế trị của Chúa. Và cuối cùng, với một cái đức tin bất chấp, dầu sống hay chết, dầu như thế nào, ngày mai thế nào, dầu ở trong hoàn cảnh nào, vẫn tin rằng Chúa yêu mình mà. Chúa có chương trình cho đời sống của mình. Và Chúa biết ích lợi cho mình. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài. Lạy Chúa, Chúa cho chúng con mở mắt. Chúng con thấy được cái mục đích sống là để làm sáng cho Chúa. Tại sao có những người, Chúa ơi, Chúa để họ tiếp tục thịnh vượng là vì họ sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con sống như Đa-nhiên. Vì cuộc đời chúng con ngắn lắm, không còn bao lâu nữa chúng con về với Chúa. Mà Chúa muốn con sống trên đất này làm sáng danh Chúa. Chúng con cầu nguyện như này trong danh Chúa Jesus Christ.